Theo thông tin từ cơ quan chức năng tại huyện Cát Hải, Hải Phòng, đến 17 giờ ngày 22 tháng 7, do ảnh hưởng của bão số 2, có 3.885 du khách mắc kẹt tại Cát Bà chưa thể về đất liền, trong đó có 435 khách quốc tế. Ngoài ra, chiều cùng ngày trên địa bàn huyện Cát Hải, trời nhiều mây, mưa nhỏ gián đoạn, gió cấp 3, cấp 4. Ủy ban Nhân dân huyện đã phát đi thông báo về việc phòng chống bão số 2, cũng như tạm dừng tổ chức hoạt động tham quan, vui chơi giải trí, tắm biển trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà và tại các bãi tắm trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải thành lập hai tổ công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 2, đồng thời chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tham quan du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà từ 12 giờ ngày 22 tháng 7. Đơn vị cũng đề nghị doanh nghiệp tổ chức cá nhân hỗ trợ giảm giá tối đa các dịch vụ cho khách khuyến khích giảm 50% dịch vụ phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trong trường hợp khách du lịch bị mắc kẹt bất khả kháng không kịp về đất liền do ảnh hưởng của bão số 2. Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã thông báo giảm giá, miễn phí tiền phòng cho du khách bị mắc kẹt. Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân đang còn hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn tổ chức hướng dẫn neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú, tổ chức kiểm điểm, quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền và giữ thông tin thường xuyên với các chủ phương tiện để phối hợp xử lý tình huống có thể xảy ra. Tính đến 15 giờ ngày 22 tháng 7, tổng số phương tiện tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn huyện là 852 phương tiện với 2.569 lao động, trong đó phương tiện tàu thuyền khai thác và dịch vụ thủy sản, phương tiện vận tải chở khách và du lịch của huyện là 637 phương tiện và 1.515 lao động đã được sắp xếp neo đậu tại các vị trí tránh trú an toàn.